Đây là giọng chim mộc 20 ngày lồng của mình anh em nhá. Đấy, đang ra giọng đấy. Giọng khá chuông. Tự tay bẫy. Giọng chim bắc này nó chỉ có rõ ràng được rõ ràng như này thôi anh em ạ, nó không được líu như chim miền, nhưng mà giọng thì lại rất rõ ràng. Mình thích cái giọng chim như này. Đây là con chưa ra hết giọng, con này đấu ra giọng thì nhiều giọng hay á. Hơi rét, hôm nay thời tiết hơi lạnh âm u đâm chim nó cũng không được, ốp chim toàn xù, hơi mưa phùn nữa. Mưa gió thì lên clip chim mộc cho anh em xem cho vui. Đây mình đứng trong nhà mình quay bằng máy quay mình zoom lại, nhưng nếu mà đứng gần thì nó chưa dám hót đâu anh em ạ. Thay lồng xong rồi nó khắc ốp lồng. Bị con này bây giờ lông đuôi đang ra rồi, hôm bắt được đấy là nó bị tụt mất hai lông đuôi để giờ nó đại mọc anh em này. Mộc hơn 20 ngày đầu. Rét xù hết. Xù như quả bông luôn thôi. Anh em trên màu bác mà cứ cảm thấy giọng như này là ok rồi anh em ạ. Hãy theo kinh nghiệm của mình. Có độ chuông. Còn đi sở thích thì mỗi anh em thích một kiểu. Còn riêng mình cá nhân mình thì mình thích như, riêng chim bắc thì mình thích những cái giọng, có những em nào có giọng như này là mình thích. Lúc đấu thì có khi nó ra được những giọng khác thôi. Chào mào này nó chỉ có thế thôi anh em ạ. Cũng không thể nói đòi hỏi là chào mào nó hót được nhiều giọng như mi hoặc chòe tiếc là nhằng. Rét xù hết cả bông. Con này lúc bẫy thì khá đẹp anh em ạ, nhưng mà về nên là về thứ nhất là do chế độ ăn uống, với thứ hai là rét đâm nó cũng xuống mã đi nhiều rồi. Trước lúc bẫy thì clip bẫy thì mình vẫn còn,
Nhìn ở ngoài bạo bộ to đùng luôn. Thái độ gấu. Định để lại con này gột chơi đây thì hy vọng là sẽ gột nó thành công. Nhưng mà 20 ngày lồng mà được như này thì là cũng, mình nghĩ là cũng được thôi. Bởi vì ít khi mình để lại chim lắm. Vì nhiều. Gió đây này. Gió rét xuống. Mà có khi tí nữa là mình ra mình phải che cái áo lồng lại rồi. Đang tập tắm anh em ạ. Nắng ấm lên để cho nó tắm. Giọng cơ bản của chào vào. Chắc đang nghe thấy chim ngoài đang có thái độ sục. Anh em xem thấy hay thì đăng ký kênh để kết bạn giao lưu với chim nhá. Mình thì chào mào, chòe, mi đầy đủ hết, chòe thì nhiều. Nhưng mà chào mào thì vẫn là chính. Ôi, chào anh em nhá. Chim mập của mình này. Chim mập của mình treo tít ngoài một dãy. Cỡ 7-8 con nữa.